Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, Hoa Kỳ quyết can dự mạnh mẽ hơn, ủng hộ ASEAN trước Trung Quốc. Công thư gần đây nhất của Hoa Kỳ gửi lên Liên Hợp Quốc chứng tỏ Washington muốn đẩy nhanh tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước lên nghị trình hàng đầu thời gian tới, theo một bình luận từ Philippines cho biết như vậy. Vào hôm 1 tháng 6 năm 2020, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft đã yêu cầu lưu hành công thư như một văn bản chính thức gửi đến tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh bà Kelly Craft, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Công thư này để đáp trả lại sự công hàm số CME14/2019 của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc vào ngày 12 tháng 12 năm 2019. Tin cho biết trong thư, Hoa Kỳ nói họ phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Mỹ yêu cầu Trung Quốc một lần nữa tuân thủ các quy định quốc tế và tuyên bố chủ quyền như đã nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, thực thi phán quyết vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài về Biển Đông và ngừng các hành vi khiêu khích trong khu vực. Đại sứ Mỹ đã nói như vậy trong thư. Thời điểm lá thư của Hoa Kỳ là bà Jacqueline, giảng viên trường luật Đại học Philippines, nói với đài BBC tại London rằng thời điểm lá thư của Hoa Kỳ rất quan trọng. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục thứ 7 của Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS 1982 đã ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Ban đầu, phán quyết này được một số người hy vọng có thể mở đường tiến tới giải quyết các tranh chấp về quyền đối với các vùng biển ở Biển Đông. Tuy nhiên, bà Jacqueline chỉ ra rằng tình hình từ năm 2016 đến nay gần như đã nhạt đi. Xung lực từ phán quyết của năm 2016 nói chung giảm đi, một phần không nhỏ vì chính phủ của Tổng thống Duterte không muốn dùng thắng lợi của Philippines do nguyên nhân kinh tế và chính trị. Vẫn thỉnh thoảng có va chạm, đa số là với Việt Nam quanh quần đảo Hoàng Sa, Indonesia ở quần đảo Natuna và mọi nước có tranh chấp ở Biển Đông đều kiên quyết trong tuyên bố của họ. Tuy nhiên, ưu tiên vừa qua chủ yếu nhằm cố gắng có bộ quy tắc ứng xử. Nhưng bà Jacqueline đã nói sau khi phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, tình hình đã trở nên khác đi. Công hàm của Trung Quốc lập tức thúc đẩy phản ứng ngoại giao của Việt Nam, Philippines và thú vị là cả Indonesia, vốn là nước thường tránh liên quan. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Malaysia cũng có công hàm số HA5912 liên quan đến đệ trình về thềm lục địa mở rộng của mình tại Biển Đông lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa. Đây là hình ảnh hành trình khảo sát của tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và vùng biển trồng lấn giữa Việt Nam với Malaysia từ ngày 16 tháng 4 cho đến ngày 16 tháng 5 năm 2020. Cùng ngày, Trung Quốc đã gửi công hàm số CME14/2019 tại Liên Hợp Quốc phản đối đệ trình trên của Malaysia. Ngày 6 tháng 3 năm 2020, Philippines đã gửi liên tiếp công hàm số 191/2020 để phản đối công hàm số 2019 của Trung Quốc và công hàm tiếp theo là số 192/2020 để phản đối đệ trình của Malaysia. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, Trung Quốc cũng gửi công hàm số 112/2020 phản đối Philippines. Và tới ngày 2 tháng 4 2020, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho lưu hành công hàm số HC2020 của Phái đoàn Thường trực Việt Nam để phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông thể hiện trong hai công hàm số 14/2019 và công hàm số 11/2020. Ngày 10 tháng 4 2020, Phái đoàn Việt Nam tiếp tục gửi công hàm số HC2020 đề cập công hàm vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Malaysia và công hàm cùng thời gian đó của Philippines. Và sự quay lại mạnh hơn của Hoa Kỳ đã đánh dấu điều này. Về công thư vào ngày 1 tháng 6 của Hoa Kỳ, bà Jacqueline quan tâm việc đó nó xảy ra cùng lúc khi mà ngày 2 tháng 6, Philippines đã đình chỉ việc hủy thỏa thuận các lực lượng thăm viếng cơ sở pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này. Hoạt động của Manila mở đường cho quân sự quay trở lại mạnh hơn của Hoa Kỳ trong vùng. Lá thư của Mỹ ra dấu là họ một lần nữa tập trung vào Biển Đông, gửi thông điệp cho Đông Nam Á rằng Washington ủng hộ chống lại sự hung hăng của Trung Quốc. Nhìn rộng hơn,
bà Jacqueline nhấn mạnh cáo buộc về sự hung hăng của Trung Quốc trên biển được đặt vào bối cảnh căng thẳng chung với Hoa Kỳ. Đó là một phần trong danh sách than phiền về tình báo, tấn công mạng, thương mại bất công và cáo buộc về việc viêm phổi Vũ Hán. Khi gửi thư cho Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ thực tế đã đặt tranh chấp Biển Đông trở lại sân khấu chính trị, trong lúc thế giới trở nên thù địch hơn với Trung Quốc, bà Jacqueline đã nói như vậy. Và Trung Quốc lại muốn tận dụng sự biết ơn. Trong khi đó, từ Đại học Quốc gia Úc, giáo sư Lagrange giải thích vì sao Trung Quốc gần đây lại gửi các công hàm lên Liên Hợp Quốc. Vị giáo sư Úc này nói rằng, có vẻ như Trung Quốc muốn tận dụng sự biết ơn trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau khi đã gửi khẩu trang chống virus corona cho các nước, sau dự án Vành đai và Con đường và hỗ trợ kinh tế cho châu Phi và các nước như Lào, Campuchia. Và bằng cách này, họ muốn vô hiệu hóa phán quyết của tòa vào năm 2016 và nói rằng yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 7 năm 2016, tòa trọng tài tuyên bố phán quyết rằng không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên bên trong các khu vực biển nằm trong vùng đường chín đoạn theo đơn kiện của Philippines đối với Trung Quốc. Giáo sư Lê Trích đang nghiên cứu về Biển Đông và là chuyên gia về an ninh châu Á. Giáo sư Lê Trích dự đoán rằng Trung Quốc hy vọng Liên Hợp Quốc sẽ thông qua một nghị quyết ủng hộ Bắc Kinh về Biển Đông. Vị giáo sư này nói, tôi không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ đạt được nghị quyết đó vì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có nhiều tiếng nói khác nhau, không phải tất cả đều biết ơn Trung Quốc. Và sự phản đối chính thức rõ nhất là của Mỹ. Bà Jacqueline, giảng viên trường luật Đại học Philippines nhận xét công thư của Mỹ gửi Liên Hợp Quốc hết sức đặc biệt. Bà nói, có lẽ lá thư là sự phản đối chính thức rõ nhất của Mỹ, đòi hỏi của Trung Quốc trên Biển Đông. Và tôi nhấn mạnh chữ chính thức vì trước đây Mỹ cũng đã phản đối lập trường của Trung Quốc phi chính thức khi đưa tàu đi vào vùng tranh chấp. Lá thư của đại sứ Kelly Craft nêu lại một số quan điểm trong phán quyết vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa trọng tài về Biển Đông. Đây là việc Mỹ chưa từng làm. Bà Jacqueline chỉ ra rằng với việc đưa ra quan điểm rất gần với Việt Nam, Philippines và Washington thực tế là đang bộc lộ sức nặng ảnh hưởng đằng sau các nước. Nó có thể khuyến khích các nước nhỏ khẳng khái hơn trong việc phản bác sự hung hăng của Trung Quốc, lập một mặt trận đoàn kết. Phần lớn sự bạo gan của Trung Quốc xuất phát từ việc họ lợi dụng được sự mất đoàn kết trong vùng, bà nói như vậy. Và cùng thời điểm đó thì tại Biển Đông, tàu của Trung Quốc vẫn tiếp tục lại tấn công tàu cá ở Việt Nam tại Hoàng Sa. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 6 năm 2020, các ngư dân trên tàu Quảng Ngãi 96416 may mắn thoát chết trở về đất liền, trình báo sự việc bị tàu cá Trung Quốc đâm hỏng. Theo báo chí Việt Nam, vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, một ngư dân ở Quảng Ngãi đã trình báo với chính quyền việc tàu đánh cá của ông bị một tàu công vụ Trung Quốc truy đuổi, đâm hỏng và cướp bóc tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận có biết tin và đã yêu cầu phía Trung Quốc điều tra. Theo lời kể của ngư dân Nguyễn Lộc, được báo Tuổi Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn, chiếc tàu QN96416 của ông với một thủy thủ đoàn gồm 15 người đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa vào hôm 10 tháng 6 thì bị một chiếc tàu sắt Trung Quốc mang số hiệu 4006 cùng một xuồng máy truy đuổi liên tiếp đâm vào làm cho hư hỏng và lật nghiêng, khiến các ngư dân phải nhảy xuống biển thoát thân. Phía Trung Quốc sau đó đã vớt một số ngư dân Việt Nam đưa trở về tàu cá, tra xét lấy nhiều ngư cụ, hải sản trên tàu, đánh đập thuyền trưởng vì không chịu ký vào giấy tờ do phía Trung Quốc đưa ra trước khi cho tàu cá rời đi. Theo ông Nguyễn Lộc, vụ việc xảy ra ở vùng biển cách đảo Lincoln thuộc Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 8 hải lý về hướng Tây Nam. Thông tin do ngư dân cung cấp không nói rõ là chiếc tàu Trung Quốc thuộc đơn vị nào, nhưng xác nhận là trên chiếc tàu có trang bị 2 ổ súng. Liên quan đến vụ việc tàu Trung Quốc truy đuổi, đâm hỏng tàu ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa, Việt Nam đã trao đổi với Trung Quốc và yêu cầu điều tra, đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Vào sáng ngày 13 tháng 6, trả lời báo Tuổi Trẻ online về thông tin tàu Trung Quốc va chạm dẫn đến sự cố với tàu Quảng Ngãi 96416, trong khi chiếc tàu này đang đánh bắt cá hợp pháp tại khu vực đảo Lincoln thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, về việc này, ngay trong ngày 10 tháng 6, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã trao đổi với phía Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
và yêu cầu phía Trung Quốc điều tra xác minh thông tin vụ việc và thông báo kết quả cho các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiếp tục phối hợp giải quyết. Theo người phát ngôn, sau khi khắc phục sự cố, chiều ngày 12 tháng 6, tàu cá Quảng Ngãi 96416 và toàn bộ ngư dân trên tàu đã về tới cửa Sa Kỳ, Quảng Ngãi an toàn. Các ngư dân hiện đang cách ly tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, Quảng Ngãi theo quy định phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương tiếp xúc với các ngư dân lấy thông tin, phối hợp để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và sớm có các biện pháp giao thiệp cần thiết với phía Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ngư dân, bà Thu Hằng đã nói thêm như vậy. Và vào những ngày gần đây, thông tin về việc kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không của Bắc Kinh bao trùm lên toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam lại nổi lên, xuất phát từ một bài báo của báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng có trụ sở tại Hồng Kông. Đây là hình ảnh đường chín đoạn mà còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chiếm trọn Biển Đông nhưng không được quốc gia nào khác công nhận. Cần nhắc lại là vào ngày 23 tháng 11 năm 2013, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, tạo ra phản đối từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vùng nhận dạng phòng không này bao trùm lên quần đảo Senkaku của Nhật Bản đang kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư Đài. Nó cũng bao trùm vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và vùng biển mà Hoa Kỳ xem là hải phận quốc tế. Khi đi vào vùng nhận dạng phòng không của một quốc gia, các máy bay được yêu cầu thông báo nhận dạng, kế hoạch bay và vị trí của máy bay. Từ trường luật Kuwon, Đại học Giao thông Thượng Hải, tiến sĩ Matthias đã nói với đài BBC tiếng Việt rằng sẽ có tranh cãi là liệu bước đi tiềm năng này của Trung Quốc có phù hợp với tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC vào năm 2002 hay không. Ông Matthias đã nhận bằng tiến sĩ ở trường đại học tại London vào năm 2011. Ông giảng dạy tại trường luật Côn Lôn, Đại học Giao thông Thượng Hải từ cuối năm 2012 cho đến nay. Ông Matthias giải thích rằng Trung Quốc xem vụ kiện Philippines lên tòa trọng tài thường trực PCA là khiêu khích và vi phạm đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Trong quá khứ, Bắc Kinh cũng chỉ xem tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC là văn bản chính trị, không phải pháp luật có tính ràng buộc quốc tế. Có lẽ Trung Quốc sẽ xem xét một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông không phải là vi phạm quy tắc ứng xử mà là một cam kết chính trị. Còn từ US Naval College Hoa Kỳ, giáo sư về luật biển quốc tế James đã nói mặc dù kế hoạch vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông chưa chính thức được xác nhận nhưng gần như chắc chắn là Trung Quốc đã xem xét khả năng này. Đây là hình ảnh hành trình của tàu Trung Quốc Tianjin Haigong vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để lắp đặt cáp ngầm. Con tàu này hiện đã cơ bản hoàn tất việc lắp cáp ngầm cho cụm các đảo phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa và đang tiến hành lắp cụm đảo phía tây. Và liên quan đến vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đơn phương đặt ra ở Biển Đông từ năm 2013 tại biển Hoa Đông, Trung Quốc yêu cầu mọi máy bay khi bay trong vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc sẽ phải, dù quá cảnh hay đến Trung Quốc, báo cáo về lịch trình bay, duy trì liên lạc hai chiều, hồi đáp với yêu cầu nhận dạng của Trung Quốc. Giáo sư James đang dẫn dắt trung tâm Stockholm về luật quốc tế nói với đài BBC tiếng Việt rằng một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông sẽ không có ảnh hưởng trên thực tế với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nguyên do là vì Hoa Kỳ đã tiếp tục cho bay máy bay quân sự ở biển Hoa Đông bất chấp vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm như vậy ở Biển Đông. Giáo sư James nói tiếp như sau, nhưng vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông có thể thành cớ để sử dụng vũ lực cho Trung Quốc chống lại máy bay quân sự của các nước láng giềng như Việt Nam, Malaysia, Indonesia hay Philippines. Trong khi đó, tiến sĩ Matthias chỉ ra rằng trên thực tế, đa số hãng hàng không đều phải tuân thủ nhiệm vụ thông báo với Trung Quốc khi đi qua vùng nhận dạng phòng không này ở biển Hoa Đông. Vì thế, một vùng nhận dạng phòng không tương tự ở Biển Đông sẽ không có hậu quả tức thời cho việc đi lại của máy bay. Và tiến sĩ Matthias dự đoán rằng Trung Quốc sẽ phải phân biệt rõ lý do thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, tách nó ra khỏi cuộc tranh chấp biển đảo để không gây hại cho niềm tin của các quốc gia. Ông nói tiếp, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Trung Quốc sử dụng lợi ích an ninh quốc gia do hành vi của Hoa Kỳ để làm lý cho việc thành lập vùng nhận dạng phòng không. Vì Hoa Kỳ đã làm mất lòng nhiều nước ven biển, Trung Quốc có thể hy vọng tìm sự ủng hộ miễn là lý do lập vùng nhận dạng phòng không liên quan đến tranh chấp của Biển Đông.
Ông Mathias cũng giải thích, theo cách nhìn của Trung Quốc, việc yêu cầu nhận dạng với máy bay trên một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông có thể là cách để tránh hiểu nhầm. Logic này đã được dùng khi Trung Quốc yêu cầu nhiệm vụ thông báo tương tự với các chuyến tàu đi trên biển mà Hoa Kỳ đang thách thức dọc đường đi gần các đảo tranh chấp. Và liệu vùng nhận dạng phòng không có đổ thêm dầu vào lửa sẽ phụ thuộc vào các nước ven biển ở Biển Đông phản ứng thế nào về sự có mặt của Hoa Kỳ. Vì thế, mọi thông báo về vùng nhận dạng phòng không sẽ phải đi sau các cuộc nói chuyện ngoại giao với các bên liên quan trong vùng để kế hoạch không trượt khỏi hiệu ứng mà Trung Quốc muốn, đó là tách Hoa Kỳ ra khỏi khu vực, duy trì niềm tin và ủng hộ các nước quốc gia ven biển. Tiến sĩ Mathias đã dự đoán như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020 với bản tin Biển Đông, Hoa Kỳ quyết can dự mạnh mẽ hơn, ủng hộ ASEAN trước Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de